Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast Điểm tin nổi bật sáng 21 tháng 6 trên báo Thanh Hóa điện tử. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với những người làm báo, kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Báo Thanh Hóa xin được gửi tới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng nghiệp. Chúc các đồng chí luôn luôn tâm sáng, lòng trong, bút sắc để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Biên tập viên Lan Phương gửi tới quý vị những tin chính trong bản tin sáng hôm nay. Thanh Hóa và Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID. Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Vụ tấn công tại Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách sử dụng giấy tờ giả. Cảnh giác với cuộc gọi mạo danh Tổng Công ty Điện lực. Thanh Hóa cải tạo, sửa chữa, xây mới trên 600 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 6, buổi hội đàm ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra tại trụ sở tỉnh ủy Thanh Hóa. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn. Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Say Feng Suma đã thảo luận các nội dung đi đến thống nhất và ký kết phụ lục bổ sung vào thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. Trước buổi hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn đã thăm và làm việc tại Trường Chính trị và Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn và Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ra lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID. Với sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công an phê duyệt gần 1,5 triệu tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử khi được nhận tin nhắn từ Bộ Công an gửi đến còn chưa cao. Toàn tỉnh mới kích hoạt được gần 600.000 tài khoản, dẫn đến còn nhiều công dân chưa thể sử dụng những tiện ích thiết thực mà tài khoản định danh điện tử mang lại. Để phát huy tối đa những lợi ích tiện ích của việc kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi công dân toàn tỉnh đồng loạt tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Qua đó trở thành những công dân số trong xã hội số và trong nền kinh tế số, đồng thời góp sức mình vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại. Sáng 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.931 công dân nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được tổ chức long trọng, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Toàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, trong đó có 21 cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, các sở ngành, đơn vị địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, cũng như những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. Liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương. Ngày 20 tháng 6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hai cán bộ công an bị trọng thương trong vụ tấn công đã được cứu chữa, sức khỏe dần ổn định, đời sống nhân dân trở lại bình thường, bà con yên tâm làm ăn, sản xuất. Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 12 tháng đối với bà N, quê quán Kinh Môn, Hải Dương, thường trú tại Chưa Bắc, Gia Lai, vì đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly lên tàu bay.
Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, với hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam được yêu cầu không vận chuyển bà N trong thời hạn nêu trên. Theo Nghị định số 162 năm 2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, việc sử dụng giấy tờ nhân thân, vé, thẻ lên tàu bay giả hoặc giấy tờ nhân thân, vé, thẻ lên tàu bay mang tên người khác vào khu vực cách ly, lên tàu bay hoặc cho người chưa thành niên vào khu vực cách ly, lên tàu bay, vi phạm quy định về quản lý sử dụng thẻ và giấy phép kiểm soát an ninh hàng không. Trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng hoặc cấm bay tùy mức độ vi phạm. Trung tâm ứng dụng khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc các đối tượng giả danh nhân viên của Tổng công ty Điện lực để nhắn tin gọi điện thoại với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo. Cụ thể, kẻ mạo danh yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin khách hàng và thực hiện hành vi lừa đảo với lý do chính gồm khách hàng sẽ bị cắt điện trong vòng 2 giờ nữa hoặc vài giờ nữa tính từ thời điểm khách hàng nhận được cuộc gọi. Khách hàng sử dụng điện cao bất thường, chúng tôi sẽ cắt điện trong thời gian tới hoặc báo khách hàng đang vi phạm ở một hợp đồng khác. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi từ số lạ không hiển thị số điện thoại, yêu cầu khách hàng nộp tiền điện hoặc các khoản phí liên quan đến dịch vụ ngành điện hoặc thông tin bị cắt điện không rõ nguyên nhân, đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân của mình, tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc thực hiện các yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản khác để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, liên hệ ngay đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 1900-6769 để được hỗ trợ. Từ năm 2021, các tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi, góp phần tạo sân chơi giải trí, rèn luyện thể chất bổ ích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. Đến nay, toàn tỉnh đã cải tạo, sửa chữa, xây mới được trên 600 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi với kinh phí từ 30 đến 100 triệu đồng mỗi điểm. Các công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng phù hợp với nhiều lứa tuổi. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò định hướng kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn, đội, hội khi có các nguồn lực, điều kiện tiếp tục tham mưu xây dựng mới các điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi nhằm thực hiện chỉ tiêu mỗi năm xây dựng mới một điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast điểm tin nổi bật sáng 21 tháng 6 của Báo Thanh Hóa Điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại.